Anh em chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với em Tùng Audio Hải Dương, tiếp tục lên sóng mẫu sản phẩm van cơ lái số giá rẻ trong tầm giá hơn triệu đồng. Chắc chắn đây sẽ là một trong những sự lựa chọn vô cùng hoàn hảo để anh em nâng cấp bộ dàn máy phanh gia đình. Con van cơ lái số đứng top đầu với độ bán chạy và là một trong những mẫu sản phẩm dạng phổ thông nhất tại trường Thanh rồi. Đó chính là dòng van JBL S8 Plus. Các anh em đã được nhìn thấy trên video này, sản phẩm này thì dường như đang là một trong những mẫu sản phẩm đứng top bán chạy hàng đầu đấy các bác nhá. Rất nhiều anh em lựa chọn cái phiên bản này nâng cấp vào bộ dàn máy âm thanh, đặc biệt là nâng cấp với những bộ sản phẩm như là âm ly hoặc là cục đẩy công suất. Và ngày hôm nay thì bên có em Tùng Audio tiếp tục lên sóng cho các anh em khách hàng một trong những mẫu đẩy, một trong những mẫu vang rất là chất lượng, đó là JBL S8 Plus, và trong tầm giá bình dân nhất có thể các anh em có thể mua được, giá 1.200.000 đồng, các bác sẽ sở hữu cho mình một dòng van cơ số rất là hiện đại. Và em này thì có đầy đủ tính năng nha các bác, không hề kém bất kỳ nào so với mọi thể loại van cơ lái số hiện tại cả đấy. Và ngoài ra thì cái chất âm của em này rất là ngọt ngào nữa, khi chúng ta alo thì là hát, chúng ta sẽ cảm nhận được ngay cái chất âm nịnh tiếng dễ chịu và rất là nhiều hiệu ứng tính năng chuyên nghiệp. Và ngày hôm nay thì em Tùng Audio tiếp tục lên sóng để cùng anh em trải nghiệm dòng van JBL S8 Plus, cũng như là tìm hiểu thêm một chút về các tính năng công dụng của dòng van này khi anh em mang về phòng hát đình lắp và nâng cấp với các thiết bị âm thanh. Và các bác đang được nhìn thấy về thiết kế giao diện trên video này, JBL S8 Plus được trang bị cho mình đó là phiên bản phay nhôm màu đen dễ phối đồ, có một chiếc màn hình LCD, nó sẽ nằm ngay góc tay trái và tất cả chức năng thông số sẽ hiển thị bằng ký hiệu số. Anh em sẽ nhìn vào đây, chúng ta sẽ biết được các thông số âm lượng chúng ta đang sử dụng ở trạng thái bao nhiêu, âm lượng tổng ở bao nhiêu, mic effect rồi là nhạc hay là sub. Và ngoài ra thì các bác anh em có thể lấy tín hiệu và cấp nhạc qua rất nhiều đường cổng hiện đại thông minh như USB, cổng quang, Bluetooth, đường áo trong độ truyền thống, cách nhấn cho em nút input là chuyện cổng tín hiệu đấy, và lấy tín hiệu nhạc rất là đơn giản và rất là hiện đại, nhấn input thôi. Có cái mắt IR điều khiển nhé các bác, cái mắt IR này thì chúng ta sẽ sử dụng điều khiển thông minh, và chiếc điều khiển thì đã có sẵn đi kèm trong hộp rồi. Các bác có thể sử dụng điều khiển để tăng giảm âm lượng, chuyển chế độ lấy tín hiệu hay là chuyển các chế độ nhạc ở trên chiếc điều khiển, rất nhiều tính năng hiện đại được tích hợp trên đó. Và chúng ta sẽ có 3 phím chia áp âm lượng tổng rất là quan trọng, nó nằm ngay chính diện trung tâm và tạo lên cái điểm nhấn rất đẹp, bởi vì nó có thêm cái thiết kế đường nét, đó chính là âm lượng mic và effect vang nhại, âm lượng tổng nhạc. Đây chính là 3 phím chia áp dễ dàng sử dụng nhất cho tất cả anh em thường dùng khi các anh em nhận hàng về. Nếu như các bác chưa biết cách căn chỉnh và là những người đầu tiên sử dụng vang, tức là các bác anh em chưa bao giờ sử dụng vang, trước đây chúng ta chỉ sử dụng âm ly thôi, đúng không ạ? Sau đó thì chúng ta bắt đầu là tìm hiểu và thấy là vang nó có nhiều tính năng hơn, thì các bác cũng bắt đầu là tò mò là bắt đầu mua vang về. Thì khi các anh em sử dụng những cái dòng vang như thế này thì chắc chắn là các bác sẽ chưa biết cách căn chỉnh bất kỳ tính năng nào rồi. Nên là bên em đã hỗ trợ setup và cài đặt trước các hiệu ứng âm thanh tính năng ở đây cho anh em người mới dùng. Kể cả anh em đã biết sử dụng thì bên em vẫn sẽ setup và cài đặt trước để đảm bảo rằng là anh em nhận hàng về chúng ta trải nghiệm được ngay và thấy được cái công dụng và hiệu quả của chất âm đến từ dòng vang JBL S8 Plus. Chúng ta sẽ có 16 hiệu ứng tính năng chỉnh tay mà sau vài lần sử dụng là các bác có thể tự mình tính chỉnh và cài đặt được lại nhé. Chúng ta sẽ có echo bao gồm delay và repeat cho giải vang nhại. Chúng ta sẽ có thêm reverb như là reverb time, reverb âm lượng tổng cắt tần số cao reverb, cộng thêm các dạng bass chép phần effect EQ, bass trung chép phần mic, phần nhạc và chế độ sub. Đây là toàn bộ hiệu ứng tính năng chỉnh tay bên em đã hỗ trợ setup cả trước rồi. Anh em nhận hàng về chỉ cần vặn cho em 3 phím chia áp nằm ngay chính giữa trung tâm, đó là mic, effect và nhạc, là chúng ta có thể trải nghiệm âm thanh. Những anh em mà mới sử dụng lại cứ nhớ vặn cho em nhạc này, vang nhại này, mic này, nhạc vang nhại này, nhạc này. Đấy, các bác chỉ cần nhớ cho em cái định nghĩa thì rất là đơn giản, nó có ký hiệu bên dưới luôn. Anh em mình nhận hàng chúng ta cứ vặn và ngay lập tức trên mặt hình nó sẽ hiển thị các cái thông số âm lượng chúng ta đang sử dụng bao nhiêu. Chúng ta có thể biết được ngay là chúng ta đang sử dụng các cái tính năng thông số ở chế độ bao nhiêu. Và đây quả thật một trong dòng van cơ số rất là dễ sử dụng, sau vài lần trải nghiệm là anh em hoàn toàn có thể tự mình kinh tinh chỉnh và cài đặt được các hiệu ứng âm thanh echo reverb rất đơn giản. Chúng ta cứ vặn theo mấy cái đồng hồ tăng phải giảm trái, ngay tức cái hiệu ứng âm thanh echo và reverb nó sẽ thay đổi theo cách tinh chỉnh của anh em. Cái dòng van cơ số nhìn qua mặt thẩm mỹ cũng rất là đẹp rồi, đúng không ạ? Các tính năng thì đầy đủ, tích hợp rất nhiều chế độ tính năng và dễ dàng sử dụng cho anh em người mới dùng. Đấy. Và khi chúng ta nhận hàng về thì bên cửa hàng anh em cũng sẽ hỗ trợ báo phí ship này, tăng thêm rất kết nối cho các anh em là ghép nối các thiết bị như là âm ly, cục đẩy qua đường cổng vào RA. Anh em nào có sub thì có thể là ghép qua ca lông hoặc ghép qua AV, có tính năng rất out cho anh em để sử dụng thêm các đường cổng là phát ra stream hoặc là sử dụng cây dây AV và các đường cổng cắm mic cho anh em cắm mic dây với không dây. Đấy. Rất nhiều tính năng tiện lợi được tích hợp trên dòng van JBL S8 Plus mà chắc chắn là anh em không nên bỏ qua. Nếu các anh em mà đang chơi âm ly và chúng ta cảm thấy là chất lượng âm thanh của âm ly khô khan cũ quá rồi, đấy, muốn cải thiện hơn thì đây chắc chắn sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo và
hàng đầu của anh em phụ dụng. Và về phần chất âm thực tế thì như thế nào thì ngay bây giờ em sẽ cùng các bác lắp tai nghe vào và trải nghiệm chút chất âm đến từ dòng vàng CVL S8 Plus để xem cái dòng vàng này có thực sự là hay và chất lượng trong tầm giá 1.200.000 đồng để các anh em mang về phòng hát gia đình hay không nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 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
là rất phổ thông rồi anh em ạ. Anh em hát chúng ta sẽ cảm nhận được cái hiệu ứng vang nhại lặp đi lặp lại cặp loạt trở lại echo, và cái hiệu ứng âm thanh tỳ này repeat ở đây thì chắc chắn các anh em sẽ cảm thấy rất là hài lòng, bởi vì nó không dày, nó cũng không mỏng, âm thanh nó vừa đủ để các anh em cảm nhận được cái chế độ của âm thanh giọng hát của mình linh hoạt hơn. Hiệu ứng reverb lội bờ giọng hát thật của anh em, và bass trung chép mang lại cho em sự khỏe khoắn, phát tiếng tốt. Giọng vang này sử dụng chip chống hú tự động đời rất là cao rồi, anh em mình không thể hoàn toàn có thể yên tâm mà không cần phải bật các cái nút chống hú như những dòng bạc cơ số thông thường nữa. Một dòng bạc cơ số rất là hiện đại, một chất âm rất ngọt, chuyên nghiệp, dễ hát, lịnh tiếng đúng không các bác. Đấy, các bác đã được nghe và trải nghiệm âm thanh thực tế rồi, các bác có thể đánh giá phía dưới phần bình luận video. Còn nếu như các anh em đang có nhu cầu và cần mua một con vang cơ lai số trong tầm giá rẻ đấy, đấy mà chơi dễ dàng này, âm thanh hay đấy, phù hợp với tất cả phòng hát gia đình, các bác hoàn toàn có thể lựa chọn ngay phiên bản JBL E8 Plus em đang giới thiệu sản phẩm trên video hôm nay. Và đây cũng không phải lần đầu tiên em từng giới thiệu về cái dòng này nữa rồi, một trong những mẫu sản phẩm đang được rất nhiều anh em đặt hàng sử dụng đánh giá rất cao. Người anh em tiêu dùng đã đánh giá rồi thì anh em hoàn toàn có thể yên tâm lựa chọn sử dụng cái thiết bị này, nâng cấp vào bộ dàn máy âm thanh gia đình. Để anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em Tùng Audio, sẵn sàng phục vụ anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc nhá. Bao phí ship tận nơi tận nhà, hỗ trợ hướng dẫn cho anh em cách lắp đặt và kết nối các thiết bị như âm ly, cục đẩy và video Zalo. Đấy, còn anh em nào biết kết nối rồi thì em sẽ hỗ trợ tặng nhé, cũng như cài sẵn các tính năng tốt nhất cho các bác. Video của em xin dừng lại tại đây. Tạm biệt anh em ở những video tiếp theo của em Tùng Audio nhá. Xin chào các bác.